Truyện cổ Phật giáo, tiền kiếp của 5 người đệ tử đầu tiên. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia, là phải thắp hương dâng hoa, lễ bái cúng kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chay hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả. Để ít ra người khác khi họ nghe tới danh hiệu của chư Phật thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Có một chuyện nữa nói về nghiệp chướng nhân quả. Sẵn sàng nghe chưa? Dạ rồi. Cuốn sách này bự quá. Chuyện này nói về ngộ sát giữa cha và con. Mistaken killing. Between the father and son. Are you all okay? Mọi người có sao không? Dạ không sao. Cần nghỉ ngơi trước hay gì không? Dạ thưa không ạ. Không hả? Ôi, không. Không đâu. Yes, we can. Dạ, chúng con có thể. Yes, we can. Dạ, chúng con có thể, sư phụ ạ. À. Tough guys, huh? Mấy người kiên cường hả? Tough people. Mấy người dẻo dai ha. Okay. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Thở đó có một ông lão, vợ chết sớm, nhà nghèo. He's poor. He has a son. Hai cha con ở với nhau. Somehow, tự giác ngộ thấy đời là vô thường. They awaken by themselves, knowing that life is impermanent. Yeah, every being. Tất cả muôn loài đều thống khổ. Under suffering. You know, birth, death, sinh lão bệnh tử, and death. Yeah. Birth and old age and sickness and death. Everything, ưu sầu, khổ não. Everything is suffering and unhappy. Even if you are bất luận sang hèn, bằng tiện, no one escapes. Không ai tránh khỏi. If you have this body, đã có thân, tất có khổ. Suffer, no matter who bất you luận are. Mình là ai. Only if you follow, chỉ còn cách an enlightened theo một vị Buddha, Phật đã đắc đạo. Then, you know, Phật tại thế đã đắc đạo, Buddha, then you'll mới be được liberated. Giải thoát. So both of them. Vì thế nên hai cha con đến chốn Phật ngữ, cúi đầu lễ sát đất, bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con một lòng thành kính tới đây cầu xin xuất gia tu học, cúi xin ngài từ bi tế độ. Phật dạy: hay lắm. If you follow me, you theo ta tu học phải chăm chỉ mới chóng có kết quả, nếu không thì không được. So the, both of them nghe xong, hai cha con thưa rằng: dạ, bạch Đức Thế Tôn, chúng con sẽ tinh tấn. Okay. And, Đức Phật cho người cha thọ tỳ kheo giới, người con thọ sa di giới. Thì đứa con hay còn nhỏ, try it first, cho cậu thử trước. At that time, you know, hồi đó so muốn xuất gia dễ lắm. Huh? Xuất gia chỉ cần vài ba bộ đồ so hay cái bình bát là xong rồi.
tự mình lo lấy. Nhiều khi đệ tử của Phật the disciples of the Buddha mời mọi người tới, hay là mời Phật và một số người tới nhà họ, và mọi người được dùng bữa cơm ngon lành tiếp đón nồng hậu. Còn không thì Phật cũng ra ngoài với Anan khất thực, cũng giống như mọi người khác. Thành ra Phật đâu phải xây cất nhà cửa, trung tâm, thêm phòng vệ sinh này kia. Chắc tôi cũng không nề hà làm Phật. Ở Ấn Độ thời đó, hoặc là thời này cũng được, giản dị hơn, đỡ rắc rối. Cho nên thời bấy giờ, ai muốn xuất gia thì tôi nghĩ họ phải thật là thành tâm. Bởi vì họ biết chẳng có đạt được gì, chỉ có vài ba bộ đồ với cái bên bác. Phải ra ngoài khất thực, không giày dép, đi chân đất ngoài đường. Người ta cho thì ăn, không cho thì khỏi ăn. Thành ra họ phải hết sức thành tâm. Có những tịnh xá mà mấy người đệ tử giàu có thành tâm, họ xây thì đương nhiên là tốt rồi. Nhưng Phật và Chư Tăng cũng vẫn phải đi bộ đường xa, không chỉ để khất thực mà còn giảng pháp nữa. Họ hồi đó đâu có xe cộ gì. Cho nên hồi đó, người nào muốn xuất gia thì họ nhất định phải thành tâm lắm. Phật không bao giờ từ chối ai. Vì thật tình mà nói thì đời sống xuất gia mình thấy ngay trước mặt, đúng là xuất gia, đời sống xuất gia, không gì khác. Nhưng ở đây quý vị muốn xuất gia, tôi phải lo nhiều cái. Chỗ ở, thức ăn, đủ thứ, bảo hiểm, bác sĩ, nha sĩ, rồi đủ thứ khác ở chỗ đó. Cứ như thế, hai cha con hàng ngày hầu Phật và Tăng, làm việc giúp đỡ này kia trong đạo tràng, sớm đi khất thực, tối về chùa đọc kinh và những lời Phật dạy. Chắc là họ ghi chép lại rồi học, tại vì mới vào mà họ phải học những gì Phật dạy trước đại chúng trước đó. Có thể người nào đó ghi chép lại rồi họ học, ráng nhớ những lời Phật dạy. Rồi dĩ nhiên là ngồi thiền nữa. Một hôm, hai cha con đến thôn xa khất thực. Có lẽ cũng dùng bữa ở đó, gần tối mới ra về. Qua một khu rừng nhiều thú dữ. A forest full of ferocious animals. Phải rồi. And then the người con sao gì sợ quá. Son was very scared. Yeah. He nắm tay cha, the hand of the father, kind of vừa lôi vừa chạy đi cho mau, to run fast, so that they đặng không bị thú dữ cắn chết. But the nhưng người cha già rồi, sức yếu. Weak, yeah, feeble, because bị con lôi mạnh quá, yếu sức, dragging him too strongly and he's weak. He fell down onto his head, bumped into a stone, đập đầu vào tảng đá, chết mất. Sao gì con bỏ chạy về một mình? Xong cũng không thưa trình gì với Phật và Chư Tăng chuyện đó, lặng yên như không. Chắc nó hoảng quá, kinh hãi quá, sợ và sốc quá, còn nhỏ mà. Các vị tỳ kheo không thấy ông già, hỏi sao gì vậy? Cha con đâu? Mà không thấy đâu hết vậy? Xin lỗi. Hôm qua cha con đi khất thực, ban đêm về đường tối, sợ ác thú hổ lang vồ bắt, nên con đẩy cha đi cho mau. Không may, cha con trượt chân ngã, chết mất. Con sợ quá, chạy về một mình. Các thầy tỳ kheo mắng Sa Di rằng, mi là kẻ đại ác. Mi giết cha mi, giết sư của mi, thầy của mi.
Thế mà từ hôm qua đến nay cứ lặng yên không nói gì hết, không hỏi đến cũng làm thánh. Rồi quý thầy đem chuyện ấy lên thưa với Phật. Họ muốn trị đứa nhỏ này và lo liệu cho ông tỳ kheo kia. Phật nói, tuy có mang danh giết cha, nhưng nó không có ác ý. Là vì không thật tâm định giết, không phải là muốn giết cha, mà chỉ là một sự ngộ sát thôi. Phật hỏi Sa-di rằng, con có giết cha con phải không? Sa-di đáp, dạ lại Đức Thế Tôn, con chỉ đẩy cha con đi cho mau, tại con sợ mấy con thú dữ đó, chứ không có ác ý gì với cha con. Nhưng bây giờ thấy giống như con giết cha con. Phật dạy, con nói phải rồi. You don't have this wicked heart. Ta biết tâm con không có ác. Đời quá khứ cũng như thế. Vì đời đó cha con cũng giết con. Nhưng lúc đó cha con cũng không có ác ý. Như thế là do sự báo ứng đáp trả. Các thầy tỳ kheo nghe Phật nói xong và thưa rằng, kính lại Đức Thế Tôn. Đời quá khứ cha con ông tỳ kheo này, tại nhân duyên gì mà giết nhau một cách vô tâm như vậy? Cúi xin Ngài nói lại cho chúng con được biết. Phật dạy, các ông hãy lắng nghe. Ta nói, từ đời đó tới nay đã lâu lắm rồi. Hai cha con ở với nhau. Một hôm gặp lúc người cha bệnh nặng. Nằm trên giường bệnh, bị ruồi mũi làm khó chịu quá. Nên người cha bảo con rằng, con ngồi cầm quạt, đuổi ruồi mũi cho cha. Cha, người con đuổi luôn tay. Ráng đuổi rồi mũi đi chỗ khác. Nhưng hễ ngơi tay đuổi, thì rồi lại đến bu. Người con đuổi mãi, giận quá. Đi tìm một cây gậy lớn đem lại. Nếu rồi đến đầu vào mắt cha mình, thì đập vào mắt. Nếu ruồi đậu giữa trán thì đập vào giữa trán. Nên người cha bị chảy máu. Nhiều lần quá và chết. Còn nhỏ mà. Tức mấy con ruồi quá muốn giết. Chứ không phải đuổi đi. Trời ơi. Các ông nên biết rằng người con lúc đó là người cha bây giờ. Còn người cha bây giờ là người con. Okay. Này là Sa-di. Bởi vì lúc đó vô tình đập chết cha, chứ không có cố tình. Thì nay trả quả báo cũng không có cố xác. Từ đó, Sa-di chăm chỉ tu hành, học kinh Phật và ngồi thiền. Chẳng bao lâu, đã đắc quả hơi cao một chút, thấp hơn A-la-hán. Mọi người nghe Phật nói quả báo như vậy, ai nấy đều tin thật và biết rằng quả báo không bao giờ xóa nhòa được. Be erased. Whatever you do, cho làm gì, bao lâu kiếp long time pass, you still have to cũng phải trả đền. It is bad. Even though dù mình không cố tình. So scary. Đáng sợ ha. Okay. Any có câu hỏi nào không? Any story? Any kể chuyện gì không? Yêu cầu gì không? When I say no, ta đã nói không rồi. Thì đừng có khăng khăng nữa. The last story, dạ, chuyện mới vừa rồi. Về hai cha con, dạ, cuối truyện con mới ngỡ ra,
rằng nhân quả không bao giờ xóa nhòa được. Không, nó sẽ trở lại với mình và mình phải làm gì đó. Phải cả. Dạ, điều này làm con nhớ tới lòng khao khát của con được làm ca sĩ. Từ đó có phải là sứ mệnh của con trong kiếp này? Con thấy hình như kiếp trước con là danh ca, tưởng tượng vậy thôi. Thường con không ước muốn điều đó. Nhưng con cũng muốn. Tư tưởng đó nó cứ trở đi trở lại với con. Thì làm ca sĩ có gì đâu? Tại sao không? Con đã đi lầm đường. Sao lắm? Vì muốn thành ca sĩ, trà trộn với những người họ làm này kia, hiểu. Hồi đó con không có đủ mạnh, hiểu. Bây giờ thì con hoàn toàn 100% trên con đường đạo và con muốn thành công lần này. Nhưng con lại thích hát. Vậy tại sao không hát, vừa hát vừa đi trên đường đạo? Dạ, đúng không ạ? Có điều đừng trà trộn với những người mà mình không thích hay là những người mà mình nghĩ là có ảnh hưởng xấu tới mình. Mình phải mạnh, hiểu không? Mình thay đổi họ thay vì để họ thay đổi mình. Dạ, chắc chắn như vậy. Từ từ, hiểu chưa? Dần dần mình làm gương, khiêm nhường. Rồi họ sẽ để ý tới mình, họ hỏi mình. Rồi từ từ, dần dần, mình cho họ biết chánh pháp. Giáo lý có lợi cho họ. Có thể đó là sứ mệnh của anh. Làm ca sĩ để giúp những ca sĩ kia thay đổi lối sống của họ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Họ đi lầm đường tại họ không có ai dạy. Ở với nhau rồi thành như thói quen. Ai cũng chén anh, chén chú. Hút thuốc, ma túy này kia. Từ từ nói chuyện Phật Pháp cho họ nghe. Mình phải thấy thương cho họ vì họ lầm lạc. Không có ai chỉ cho họ điều gì là tốt. Rồi tiền tài, danh vọng cũng làm hỏng họ luôn. Có tiền cũng chưa chắc là tốt. Nhiều người nổi danh cũng chết vì tiền. Kiếm số tiền lớn dễ quá. Rồi nhiều người kéo tới bầu bạn với họ. Bởi họ có tài sản, tiền bạc. Rồi họ thủ thỉ thế này, thôi mà, có gì đâu, hết thử một chút cái này, một chút cái kia. Khi nào mệt mỏi, chán chường thì uống rượu này nè. Nó làm mình dễ chịu. Rồi thế này, thế kia, dần dần họ mất kiểm soát. Đời sống của họ, ca sĩ cũng giống như người nghệ sĩ, họ thật đáng thương. Vì họ cống hiến hết tất cả những gì họ có. Cống hiến hết tất cả những gì họ có trong lúc trình diễn. Tới chừng về nhà, thấy tâm hồn trống vắng, không còn sức. Không còn lòng hăng hái. Rồi họ cứ đi ra nữa, cho người ta vỗ tay, cho người ta thừa nhận. Họ cũng bị những người làm kinh doanh đẩy họ vào con đường đó. Những người muốn kiếm tiền từ họ hoặc kiếm tiền cho họ. Thành ra họ cũng rất là mệt mỏi. Và muốn họ quen được đám đông vỗ tay. Cho nên khi về nhà họ cảm thấy trống rỗng, kiệt quệ, đủ thứ. Nên họ phải dựa vào mấy cái thuốc phiện, ma túy, rượu này kia. Đáng thương lắm, hiểu không? May mà con có sư phụ. Cái này khác, cái đó khác. Họ không có. Họ rất là cô đơn. Cuộc đời nhà nghệ sĩ rất cô đơn. Dù có nổi tiếng, ngoài kia được người ta nhiệt liệt chào đón. Tới chừng về nhà để sống riêng tư một mình lại cảm thấy khác. Hết sức cô đơn. Họ cho hết nên mới trở nên trống rỗng. Lâu lắm mới phục hồi lại được. Nhiều khi không có thời gian để mà hồi phục. Thành ra họ sa vào rượu chè, hút sách. Bất cứ gì họ nghĩ rằng sẽ cho họ cảm giác an ủi, làm cho họ quên đi. Đó mới là vấn đề. Phải đồng cảm với họ. Vì họ không có ai để nương tựa. Đưa cho họ pháp tướng của Phật hay gì đó cũng được. Bảo họ khi nào thấy cô đơn thì nói chuyện với Phật. Bảo họ là Phật trời sẽ giúp. Cầu nguyện Phật trời hay Chúa Giê-xu. Nhắc họ là có cách khác cho mình không cảm thấy cô đơn. Làm vậy đó cho họ. Vậy nha. Gì nữa không? Yes.
Xin chào sư phụ. Chào. Sau những lời mà sư phụ vừa nói xong, con xin nói lên kinh nghiệm của con. Với tấm lòng thành, tất cả những ai tin tưởng vị này mà mình gọi là sư phụ, quý vị phải thành tâm. Vì quý vị đang ở trước mặt Thượng Đế. Tôi có bằng chứng là sư phụ không phải như chúng ta mà Ngài siêu đẳng hơn. Tôi đã được biết điều này trong những ngày tháng ốm đau. Khi tôi đang bị bệnh nặng, tôi đã sáng tác một vài ca khúc dâng lên Ngài. Tôi để hình của Ngài phía sau đầu tôi. Thấy vậy, người ta hay hỏi, người phụ nữ này là ai vậy? Tôi đáp, người này là mẹ tôi. Họ nói, nhưng da anh đâu có sáng như da bà ấy. Tôi đáp, không, mẹ tôi đó. Tôi thường hưởng nước da của bà tôi. Không giống, màu không giống. Được rồi, ngưng đi nha. Tại cần không dịch cho mọi người. Rồi lát nữa nói tiếp nha. The brother want to share testimony with us, and he say that everyone who believes in the master has to deeply feel that master is someone, is God actually, and he's a high being, and should be sincere when we believe in her. And he had a sickness, the brother had a sickness, and at that time he was writing songs, and some people would he had a picture above his maybe it was in the hospital or somewhere, he had picture of master above his bed, and people around him would ask who is the picture of, and he say he's my mother. And they wonder why the color of the skin was different. So, qu'est-ce que tu répondais? Non, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. C'est la même. Non, il said that also. Oh. He said that also. Oh, okay. Yeah. Et je disais, j'ai pris la couleur de mon père. Ah, he said the color of the brother comes from his father, not from the mother. Yeah. So cute. Dễ thương quá. Xong rồi. Sincèrement. Với tấm lòng thành. Sincèrement. Il fut un moment. Có lần trong đời. J'avais perdu. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Le désespoir et je ne pensais qu'au maître. Tôi mới nghĩ tới sư phụ. J'étais à l'hôpital. Đó là hồi tôi nằm ở bệnh viện. Et mon petit frère à l'hôpital. Còn em trai tôi đang nằm ở bệnh viện khác. At one time in his life, he was very desperate, and he was in one hospital, and his brother was in another hospital in Val de Grâce. Yeah. Et ce qui m'a le plus affligé, và điều ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất đó là tôi thì lớn hơn, nhiều tuổi hơn, vậy mà em trai tôi đã ra đi. Tôi có một lớp chăn bao bọc. Đó là sư phụ. And actually his brother died, and but he the brother here with us, he has one, he's a blanket protection. It's the master. Và tôi chia sẻ kinh nghiệm này. Si je veux không phải là muốn mọi người thương xót tôi. Vì theo lời các giáo sư, thì bệnh của chúng tôi là bệnh di truyền. Bệnh này đã lấy đi sinh mạng của ông bà tổ tiên chúng tôi từ trước tới giờ. Như sư phụ mới nói, đó là nghiệp chướng gia đình. And he share this. He want to bring this testimony to share this story. Not to everyone feel pity on him. It's just his sickness actually is from his genetic sickness, and it's affected and kill people from
other previous generation until now. Tôi không muốn đi sâu. Nếu sư phụ thích, tôi xin ca một bản dâng lên Ngài, bài ca mà tôi đã hát về Ngài khi nằm trong bệnh viện. Không hiểu vì sao. Chứng thực cái gì? Dạ, không phải là chứng thực mà anh muốn chia sẻ. Bây giờ muốn ca biết rồi. Nhưng mà trước đó, chứng thực điều gì trong chuyện này? Thưa con, chỉ là có phải tại vì người em chết mà người anh không chết? Đúng không? Dạ. Thành ra anh ta cho rằng nhờ tu pháp môn quán âm mà anh không chết. Vì người anh cũng mắc cùng căn bệnh đó mà không chết. Còn người em thì chết. Dạ. Dạ. Ok, hiểu rồi. Sư phụ, con nói tiếp được không? So now the brother want to share a song with us, and is the song he used to sing when he was in the hospital. Rồi. Okay. Comme un phare sur la plage, dressant l'ombre de la nuit, l'amour de maître dans l'orage cherche l'ombre le conduit. Oh, Shinai, que ta lumière resplendisse sur le flot, éveilleux, que ciel éveilleux, et sauver l'humanité. Sao khóc vậy? Thank you. Cảm ơn nha. You're crying because vui quá khóc, đúng không? Cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Con khóc, khóc vì vui. Không phải là buồn. Không phải là buồn, mà vui. Con cũng xin chia sẻ niềm vui này đến Ngài. Cảm ơn sư phụ. Hay quá, cảm ơn nha, bài ca hay. He cries because he's happy and not is not sadness. He just and he wants us to share this joy. Okay. Thank you. Okay, cảm ơn nha. The theme, Togo. Thương Togo. I love you, Togo. Sư phụ thương Togo. Con thương sư phụ. Your sincerity, lòng thành của anh. Touching. Làm tôi rất là cảm động. Xin Thượng Đế gia trì cho anh. Con cũng thương sư phụ. Con cũng thương Ngài. Cho anh cái bánh thần chai nha. Tượng trưng cho tình thương. Anh không cần, nhưng mà tượng trưng cho tình thương. Cảm ơn nha. Bài ca đó cũng đẹp như tấm lòng của anh. Không biết tôi có xứng đáng không, mà thấy hơi mắc cỡ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Okay. Rồi, còn ai nữa không? Anh ta có cần thuốc men đặc biệt gì không? Có bác sĩ trong nhà không? Tốt không? Có khá không? Ở nhà cũng được, chăm sóc đàng hoàng hả? Dạ không, con có đủ thuốc men. Dạ, con có. Tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn sư phụ. Chúc cho anh khỏe hơn trước. Cảm ơn sư phụ. Anh tràn đầy tình thương. Con cũng xin chúc như vậy. Thương sư phụ nhiều lắm. Con thương sư phụ nhiều lắm. Cảm ơn. Con thật lòng thương sư phụ. Sư phụ cũng thương anh. Con có ít nhất 1,000 tấm hình của sư phụ trên Facebook. Con để hết lên Facebook. Con thương sư phụ nhiều lắm. He has like thousands of pictures of Master on his Facebook page. Okay, huh? Okay, yeah. Rồi, hãy còn xúc động. I'm still emotional.
Tâm hồn đơn thuần luôn luôn làm tôi rung động sâu sắc. Thưa sư phụ, khi sư huynh ca bài tiếng Pháp, bài ca tiếng Pháp, dạ trong đầu con tự nhiên hiện ra một bài ca tiếng Pháp, cũng bài tiếng Pháp à. Đây cũng biết bài này của Sonasin. Ok, bài ca ngắn tặng cho sư huynh, tặng sư huynh. Anh này sắp ca một bản tặng anh đó. Anh ta muốn ca một bản tiếng Pháp tặng anh. Con xin ca một bản của Sonasin. Salut, c'est encore moi. Salut, salut. Comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Anybody who knows can sing. Dans la maison, j'ai pensé à toi. Papa, da 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 da, da 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 da. Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Hay lắm. Ai nữa? Hỏi gì không? Hay bất cứ gì? Đây. Cũng muốn hát hả? Thưa không, con không phải là ca sĩ. Con xin cảm ơn sư phụ đã cho chúng con kỳ bế quan tuyệt vời này. Con cũng xin cảm ơn về thông điệp mà sư phụ gửi cho chúng con tháng trước về việc ngồi thiền ngoài trời để được gia trì nhiều hơn. Không biết vì sao con đọc thông điệp đó, con lại thấy muốn khóc, cảm thấy một sự câu thông trực tiếp với sư phụ, giống như một người mẹ mới khám phá ra một kho tàng và rất là nóng lòng muốn cho con cái biết. Còn thông điệp thứ hai là nói về những người tu Pháp Môn Quán Âm đã có tuổi, họ từ bỏ đời sống bình thường, chọn sống ngoài trời gần đồng điền. Một số sư tỷ họ hiểu những người tu hành lớn tuổi không phải lớn tuổi mà thời xưa. Thời xa xưa. Thời xưa tức là lâu lắm rồi, tức là thời cổ trước chúng ta. Vậy hả? Chứ không phải là già cả. Tại vì nếu già thì tôi cũng đã vô rừng rồi. Già, tôi già rồi. Và đó là câu hỏi của chúng con. Ok, không sao. Những người tu Pháp Môn Quán Âm thời xưa, tức là thời cổ đại, những người trước thời mình, giống như thời của Đức Phật, thời Chúa Giê-xu, hay là sau đó một chút, thế hệ xưa hơn, xa xưa hơn. Older generation before, older period of time, okay? Họ hay nói như vậy, như là truyền thống xa xưa, tức là truyền thống cổ xưa lâu lắm rồi, chứ không có nghĩa là già cả. Chắc họ dịch tệ hay gì đó. Tiếng Tàu họ nói người già cả hả? Chúng con tưởng đó là những người tu hành lâu năm, thọ pháp lâu rồi cho nên họ gọi. Không, không, không phải. Có lẽ thời này cũng có, nhưng không có nghĩa là họ già cả. Không có nghĩa là họ thọ pháp lâu rồi hay là nhiều tuổi. Không. Có thể thời xưa, thời Đức Phật, hay là sau đó một chút, nhưng là thế hệ trước mình. Tôi nói vậy rồi, đồng tu cao niên, bây giờ họ vừa rừng hết rồi hả? Một số người họ về hưu, tìm đất đai nào gần với thiên nhiên, rồi họ chọn một lối sống khác. Sao không được chứ, sao không? Nhưng ta nói là hồi trước kìa, lâu lâu lắm rồi, ý là thời xa xưa, trước thế hệ của mình, những người hết sức thành tâm, cũng tu Pháp Môn Quán Âm và về ánh sáng và âm thanh. Nhiều khi họ thấy cuộc đời ngắn ngủi, vô thường, chẳng có gì đáng để mà ở lại. Giống như mấy người xuất gia, dù họ không chính thức xuất gia, nhưng họ thích từ bỏ hết.
đem nhà cửa, tiền bạc cho người nghèo, rồi vào rừng sống một mình. Trong rừng có gì ăn ấy. Thậm chí cũng không đi khất thực. Họ sống gần sông hồ để có nước uống. Nhiều khi nếu được thì họ chỉ uống nước mà sống thôi. Nếu không được thì họ hái cỏ, lá trong rừng, nấu lên uống. Như thế họ có nhiều thời giờ hơn để suy ngẫm về bản chất của cuộc đời, để được khai ngộ tọa thiền cho tâm hồn mình lặng. Vì họ thấy thời gian quá quý báu, không thể uổng phí vào mấy chuyện tiền bạc, nhà cửa này kia. Hồi trong rừng, tôi cũng cùng cảm nghĩ đó. Bây giờ vẫn còn cảm nghĩ đó, có điều ở đây nó khác. Tôi phải lo đủ thứ. Đằng đó thì dễ. Tuần vừa qua, con đã chứng kiến sư phụ. Thật sự phải hy sinh quá nhiều thứ cho đệ tử chúng con. Con phân vân không biết làm thế nào để mình có thể khiêm nhường và nhẫn nại. Thì lần này sư phụ đã cho con thấy. Cảm ơn sư phụ. Có hả? Dạ. Tôi làm gì? Dạ, mọi thứ. Mọi thứ. Vì con biết nơi thoải mái, dễ chịu của sư phụ không phải ở đây. Có thể là trong rừng hay là với thiên nhiên. Sư phụ không phải đối phó với mấy chuyện phàm phu của con người. Bản tính của con người phức tạp đấy. Nhưng sao cũng được. Tôi vui lòng làm chuyện đó. Vì tôi biết rằng mỗi lần nhắc nhở quý vị, thì một số quý vị có thể tiến lên thêm một chút. Một số có thể không, nhưng nhiều người tiến được một phân, lên cao hơn một, hai phân. Và tôi rất vui. Đương nhiên trong rừng thì sướng hơn rồi, vui vẻ một mình, vô tư lự. Nhưng ở đây cũng vui, vì giúp được nhiều người. Nhiều chúng sinh mà tôi giúp, không phải quý vị, họ lên thiên đàng rồi. Ngày nào cũng tới cảm ơn tôi. Hiện ra trong thể nghiệm của tôi, vô số, không đếm được, ai cũng tới cảm ơn tôi. Điều đó cũng làm tôi vui lắm. Họ không phải là những người được cảm ứng, không, không phải có thể là thân nhân của gì đã qua đời. Và người ngoài họ thấy hình của tôi rồi họ tin tưởng, cầu nguyện hoặc là nhớ tới tôi lúc họ lìa trần, họ lên thiên đàng hết. Ngày nào cũng tới cảm ơn. Trời ơi, biết bao khuôn mặt ở đằng trước. Ai cũng vui quá chừng, hết sức biết ơn. Điều đó cũng làm tôi vui. Niềm vui trong rừng và niềm vui ở đây có thể là khác, nhưng vẫn là niềm vui. À, tôi cũng bắt đầu quen rồi, cũng thấy vui. Bây giờ vui hơn bởi đang phục vụ cho quý vị. Trong rừng tôi cũng vui vì được tự do, hành thiền, đạt được rất nhiều hiểu biết về phương diện tâm linh. Còn đây thì tôi vui vì quý vị vui. Niềm vui sướng nó tăng lên gấp bội phần. Cũng thấy được nhiều người tới cảm ơn. Kỳ bế quan này, rất nhiều thiên nhân cũng được tham gia. Thành ra họ cũng tới cảm ơn tôi, không phải chỉ những người địa cầu, không phải chỉ thân nhân, bạn bè của vị hay là người địa cầu này, mà thiên nhân họ cũng đến cảm ơn tôi. Thành ra tôi cũng vui. Ngày sáng nay, họ cũng tới rất là đông qua linh ảnh. Dĩ nhiên, họ thu mặt của họ nhỏ lại hết cỡ, chen chúc vào với nhau. Nhưng mà mình vẫn thấy mặt mũi họ. Có điều không lớn như lúc họ còn sống, ép sát vào với nhau đông lắm. Tôi hỏi bao nhiêu người, họ nói nhiều lắm, không đếm xuể. Wow, bao nhiêu ngày như vậy, chứ không phải chỉ có bữa nay. Mới bữa nay tôi hỏi, quý vị bao nhiêu người? Họ nói không đếm xuể. Điều đó cũng làm tôi vui lắm. Cảm ơn cô. Cảm ơn sư phụ. Tôi nói là đời trước kìa. Thời trước, khi đời sống giản dị hơn. Con người không có bao nhiêu. Thành ra không cần phải từ bỏ quá nhiều.
Thời nay muốn từ bỏ cái TV cũng là khó lắm rồi. Thời trước họ đâu có. Không xe cộ, không truyền hình. Bây giờ thì dù người nghèo cũng vẫn có nhiều tiện nghi hơn mấy vua chúa thời xưa. Vua chúa thời xưa ngồi trên lưng ngựa, đau mông quá trời. Mà đường trường nữa, đau lắm. Dù có ngồi xe ngựa, con ngựa đứng đằng trước, nó đại tiện ngay trước mặt mình. Không tin thì quý vị đi xe ngựa thử coi. Dù người ta có dùng vải che, hay là nó đại tiện ngay dưới mặt đường, nhiều khi nó ăn, rồi nó xị hơi ra đằng sau này kia, xe ngựa. Mùa đông thì lạnh, dù họ có tấm chăn che xung quanh, nhưng con ngựa chạy cà lập như vậy. Thời xưa đường xá cũng đâu có tốt như vậy. Trình lời tuyết gió thổi vào xe ngựa. Cho nên dù là vua thời xưa, vua ngày xưa, họ cũng khổ còn hơn mình bây giờ. Họ không có nhà cửa kính. Cho nên trong nhà tối om, không điện, không máy lạnh, mở cửa sổ ra là ruồi muỗi bay vô. Mà họ chỉ có cửa sổ bằng giấy. Paper window, you know, mở nhiều không được. Mở ra cũng tối thui. Không có cửa kính lớn như vậy. Thành ra mùa đông lạnh, họ phải đốt than sưởi ấm. Nhưng là phải hết tháng khí. Chất độc. Họ phải thắp đèn cày thật nhiều cho nó ấm và sáng căn phòng. Không khí như vậy cũng không tốt. Nhưng thời nay chúng ta gây độc cho chính mình bằng đủ mọi cách. Làm gì được là làm. Có không khí tốt hơn thì lại làm cho nó trở nên độc hại. Bằng khói xe, bằng kháng khí từ phân uế của thú vật. Biến đổi khí hậu, đủ thứ. Nên dĩ nhiên không có cách nào thoát nổi. Có điều vẫn còn dễ chịu hơn. Nếu như mình có xe hơi, vua chúa thời xưa đâu có xe hơi. Phải cưỡi ngựa hay là đi xe ngựa, đâu dễ chịu gì. Thời nay mình còn nói, ôi chiếc xe này lắc quá, không êm lắm. Thôi mình đi mua xe Mercedes hay Lexus. Ví dụ vậy, tại chiếc xe này hay lắc, không êm. Đợi tới khi quý vị làm vua thời xa xưa, ngồi xe ngựa thì biết cà lóc, cà lóc, cà tân, cà tân. Lúc đó mới thấy xe cũ tới cả nào cũng là thiên đàng. À, thật đó. Nó là như vậy. Có muốn hỏi gì không? Sư phụ, dạ, con không có câu hỏi nhưng con yêu thơ của sư phụ quá. Con yêu nhạc của sư phụ. Con có một cái nhà hàng và con hát cho khách nghe bài hát của sư phụ. Họ nói bài hát đó đâu ra vậy, bài hát đó đâu ra vậy. Họ kiếm trên máy vi tính nhưng không thấy. Họ nói bài đó hay quá. Bài nào? Hãy nói đi anh những lời âu yếm. Người Âu Lạc Việt Nam hả? Dạ, con là người Âu Lạc Việt Nam và con hát bài đó. Rồi, ok, ra đi. Có gì đâu mà hớt hải để. Xin yêu nhau như thuở ban đầu. Xin tìm nhau cho tình dài lâu. Xin nhớ nhau như khi tình còn mới. Xin yêu nhau vì tháng ngày qua mau. Được yêu người ta cảm ơn trên. Được yêu người muôn thuở không quên. Qua một đời được biết yêu ai. Ta về khiêm nhường trong niềm yêu thương quên nỗi vô thường. Yêu người hôm nay dù dã từ đêm mai. Xin dâng lòng thiên thu. Xin dâng tình bền lâu. Yêu người hôm nay dù dã từ đêm mai.
xin dâng lòng thiên thu, xin dâng tình bền lâu. Con yêu sư phụ quá, con yêu sư phụ. Cảm ơn nha. Sao con mở băng ra cho họ nghe? Dạ có, cũng có hả? Dạ có, mà ai cũng thích quá. Có rất nhiều người Âu Lạc Việt Nam tới nhà hàng đó, tên là nhà hàng nào? Long Hoa, quán Long Hoa. Ở đâu? Trong trung tâm Âu Lạc Việt Nam ở bên xa, Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ. Bên xa. Dạ, Phước Lộc Thọ. Bên xa LA, quận Orange. Dạ, đúng rồi ạ. Người ta tới thấy tranh sư phụ. The painting of master picture. Họ nói đẹp quá, đẹp quá. Beautiful. Và họ thấy gì vậy? Họ thấy sư phụ. Họ nói sư phụ đẹp quá. Ngay cả người Mỹ cho họ coi hình và hồi chị hai còn trẻ đó nha. Dạ, dĩ nhiên ạ. Đừng để họ thất vọng nha. Sư phụ để tóc dài. Tóc dài màu vàng trong video. Mà họ thích quá, con vui quá, con vui sướng quá. Thật tình cảm ơn sư phụ về tất cả. Ngài đã dẫn dắt con từng giây từng phút, đã cho con tất cả những gì con cần. Thật sự như vậy, không biết sao, con vui quá, hạnh phúc quá. Sư phụ cũng vui luôn. Vui lắm, vui lắm. Tốt, tốt cho con. Sư phụ, anh cũng vui hả? Dạ, lúc nào con cũng vui, sư phụ. I'm always happy, Master. Yeah. Con xin chia sẻ một tin từ Mông Cổ. Nói đi, ngày 22 tháng 4, nhân dịp ngày trái đất, chúng con có trình chiếu ban hành nhạc kịch dòng lệ âm thầm trong tòa nhà chính phủ Mông Cổ. Tất cả 400 đồng tu tới mặc quần áo truyền thống Mông Cổ cùng với quan khách, các viên chức và nhân vật quan trọng trong chính phủ. Không thể tưởng tượng nổi thôi, sư phụ. Họ tới xem hả? Dạ, họ tới đầy đủ hết rồi. Họ được tặng sách và DVD. Ai cũng cảm động lắm. Rất là vui. Chương trình tuyệt vời. Sau đó, chúng con cũng chiếu ngoài rạp, mấy rạp chiếu phim ở Mông Cổ. Ồ, vậy hả? Dạ. Riêng cá nhân con, từ khi mà con coi nhạc kịch, tại vì lâu hết nào cũng chiếu, cho nên khi con ăn trưa đó, con có 15 đến 20 phút để coi. Mà thường thường con ăn, thì con ăn một mình rồi con khóc, vì không thể khóc trước mặt mọi người, nên con kiềm nước mắt lại, ăn xong rồi con ra ngoài, con khóc. Mà lần nào cũng vậy, sư phụ. Vậy à? Giống như mỗi lần xem là ngài phải khóc thôi. Cảm thấy tức xem. Thì không, tao đâu có khóc đâu. Tao phải khóc hả? Anh nói là coi là phải khóc. Dạ, mà lần nào con cũng phải khóc. Kỳ cục. Hiểu không? Nói giỡn thôi. Cảm ơn sư phụ về bởi nhạc kịch đó. Không có chi, không có chi. Sao chỉ chiếu dòng lệ âm thầm thôi vậy? Có nhiều cái khác mà. Chân tình và dòng lệ âm thầm. Ngày nay họ có thể lên mạng tải xuống. Nên quý vị không cần phải bán. Nhưng nếu muốn thì quý vị có thể tải xuống rồi làm DVD tặng cho họ, sao cũng được. Và cho khách hàng Loving Hearts. Được, tốt lắm. Ngày nào cũng chiếu đĩa đó thôi hả? Không chiếu gì khác. Mỗi ngày, dạ. Chiếu dòng lệ âm thầm thôi, không gì khác. Dạ phải là người ta có hưởng ứng. Cả ngày vậy đó. Dạ, cả ngày. Suốt ngày chỉ có dòng lệ âm thầm thôi. Không có ăn chay sống xanh, không gì hết. Không có bài thuyết giảng nào khác, không gì hết hả? Con nên nói với họ. Ok, điểm chính là người ta phải biết, phải tu tâm, làm điều thiện. Chứ không phải chỉ xem dòng lệ âm thầm thôi. Sư phụ ơi, trong dòng lệ âm thầm, có dịch ra tiếng Việt, họ xem, họ hiểu. Họ rất là thích. Họ rất là thích sư phụ. Ở trong dòng lệ âm thầm có tiếng Việt. Biết rồi, biết rồi. Họ thích lắm sư phụ ơi. Họ thích lắm là thích. Biết rồi, biết rồi. Biết rồi, nhưng không thể chiếu dòng lệ âm thầm cả ngày, ngày nào cũng chiếu. Nếu khách hàng họ trở lại, họ cũng thấy cuốn phim đó nữa, họ sẽ nói tội nghiệp quá, nhà hàng không có tiền mua DVD khác. Có người nói rằng dũng cảm không có nghĩa là không sợ, mà là khắc phục được nỗi sợ.
fear, sợ hay không sợ không thành vấn đề. We have to mình do phải it. Làm. Okay? It's just đó chỉ là phản xạ. Just like, giống như người nào okay, đó tự dưng xuất hiện nói hù thì dĩ nhiên mình giật mình sợ nhưng mà vẫn làm đó là một thứ tình thương làm gì thì vẫn phải làm như người mẹ nhiều khi sanh con đau lắm chứ nhưng mà vì thương con họ sinh nữa. Đầu óc con người sợ những cái gì lạ, sợ bóng tối. Còn tùy, có người không sợ bóng tối, không biết nữa. Như Đức Phật, hồi đó là Phật sẽ thành, Ngài muốn tát hết nước biển bằng cái mai rùa. Biết rằng không làm được, nhưng mà vẫn ráng làm. Ngài biết chứ đâu phải là không biết. Đó không phải là vấn đề. If you don't nếu không fear, sợ thì việc đó chưa chắc đã có giá trị. Cũng như nhiều việc rất khó làm, nhưng mình vẫn làm. Đâu có nghĩa là mình không mệt mỏi. Đâu có nghĩa là mình không bị đau nhức bắp thịt. Mình làm là vì muốn làm. Biết rằng nó sẽ đau đớn. Nhưng vẫn làm. Đó mới là dũng cảm. Đâu phải dũng cảm là không sợ gì hết. Không phải vậy. Quý vị sinh ra với đỏ con người, thân thể con người. Quý vị làm, nhiều khi cũng biết rằng việc đó không thể nào làm được, gần như là không thể nào làm được hay là rất khó. Nhưng quý vị ráng vì nó tốt cho người khác. Nên quý vị ráng. Chuyện mà tôi kể hôm qua, nói về người dậm chân. Không, đại thí đó. Ông ra ngoài biển này kia. Nhưng đó chỉ là nói thôi. Họ đâu có đi sâu vào chi tiết như là mỗi ngày nó khó như thế nào. Có ngày bão, có ngày mưa. Nhiều khi trời nắng cháy vào đầu bỏng da. Nhiều khi ông đi bộ ngoài biển. Chỉ có nói vậy thôi. Ngày đầu tiên đi nước ngập đầu gối đâu phải bấy nhiêu đó thôi. Có thể còn bị cá rỉa. Fish that bite him or snakes, hay là rắn hay là nhím biển these are pico, màu đen có da nhọn ngồi lên nó là trời ơi thượng đế gia trì cho các bàn tỏa của quý vị vừa đau vừa đau cho nên nếu không sợ if it's not fearful, then thì đó chỉ là hobby. Một cái thú vui điều này khác quý vị muốn làm gì đó quý vị thích quá rồi quý vị làm. Đâu phải tôi thích ngồi trong rừng một mình tối thui này kia, tôi phải làm thôi. Tôi muốn nhưng không có nghĩa là thích. Tôi muốn làm. Có chuyện gì cũng kể. Kể. Quý vị tưởng Timothy sinh ra trong thế giới này không biết sợ, không biết đau à? Nothing. Không gì hết. Đó là quan niệm sai lầm. Dũng cảm không có nghĩa là không sợ. Dũng cảm có nghĩa là sợ mà vẫn làm. Khắc phục được cái sợ đó, không để nó khắc phục mình. Cảm giác sợ, thương, giận, ghét, quyến luyến vốn đều đã sinh ra trong thân thể của mình. Cùng với nó, hiểu chưa? Tùy mình sử dụng như thế nào. Nhưng nó có đó, bởi vì mình là con người, sinh ra với tất cả những cái này, hay là từ cha mẹ. Có điều quý vị dùng nó hay là không thôi, khắc phục nó, hay là để nó khắc phục mình. Hồi xưa cũng khá lâu rồi, hay có lẽ không lâu lắm, có một thiền sư kia, ông có một người học trò, một đệ tử. Một ngày nọ, anh học trò nghĩ bụng, thầy mình được cho là đã đắc đạo rồi. Thánh nhân hay gì đó rồi. Một ngày nọ, lúc ông thầy đang ngủ, anh chàng tới nắm cái chân của ông thầy, vặn một cái thật là mạnh, gần muốn gãy luôn. Ông thầy tỉnh dậy là, "À, mày làm cái gì vậy?" Anh kia hỏi, "Thầy đau hả?" Thầy đáp, "Đau chứ, đồ ngu." Thầy làm vậy với mày, mày có đau không? Anh nói, nhưng con là đệ tử, còn thầy là minh sư.
Nếu thầy còn thấy đau, tức là thầy chưa đắc đạo. Cũng cùng câu hỏi đó, giống vậy. Đừng có thử bẻ cẳng tôi nha. Nếu quý vị hay, tôi sẽ đau lắm đó. Nhục thể và đầu óc không phải là linh hồn con người. Đầu óc này mình vẫn còn cần tới nó. Nó có đó, nhưng ta mặc kệ. Lên Hy Mã Lạp Sơn còn đáng sợ hơn cả rừng rú. Mà tôi vẫn đi. Nhưng hồi đó tôi mù quáng hơn. Mù quáng hơn vì thương Thượng Đế quá. Thương quá, hóa mù. Không thấy gì hết. Bên Ấn Độ, mình phụ nữ. Mà đi bộ một mình như vậy là liều lĩnh nhất đời rồi. Đó là chưa nói tới sư tử, cọp, gấu hay gì nữa. Quý vị không coi TV sao? Quý vị coi TV thấy nhiều người xuống đường phản đối cũng vì vậy. Du khách tới đó cũng có người bị sàm sỡ. Nhiều tin như vậy trên truyền hình. Phụ nữ da trắng đi du lịch mà còn bị. Huống chi là tôi, có một mình nhỏ con, người Tàu nữa. Sợ hãi là một trong những yếu tố trong thân thể chúng ta, trong đời sống con người. Nhưng không có nghĩa là nếu sợ là mình không dũng cảm. Càng sợ nhiều thì mình lại càng phải dũng cảm. Không để nó khống chế mình. Quý vị phải biết sự khác biệt. Đó, có thông điệp gì đặc biệt từ trên núi không ạ? Có gì? Có thông điệp gì đặc biệt từ trên núi không sư phụ? Từ trên núi hả? Không. Không, họ để tôi yên thân thôi. Trong chừng thôi. Tôi cảm thấy tình thương từ núi non. Giống như họ muốn ôm mình. Kiểu đó, rất thương yên, che chở. Chính ngọn núi, thần núi đó. Mình cũng có thể trông thấy điều đó bằng mắt phàm. Thấy được tình thương yêu bao bọc. Thấy được bề mặt hữu hình. Có chuyện cười nào không? Để lần tới. Chuyện cười. Cho sư phụ vài chuyện thôi. Anh này lúc nào cũng thu thập chuyện cười cho tôi. Truyền thống mà. Bữa nay cười chưa đủ sao? Để ta đọc cho. Đây là riêng cười phổ thông. Nghĩa là cho quần chúng. Hy vọng không có con nít ở đây. Có cấm con nít nghe không? Ông này nói với ông kia. Khi chết, tôi muốn ra đi bình an trong giấc ngủ như ông nội tôi. Không có la ó ôm sòm như mấy người hành khách trên xe của ông ấy. Hiểu không? Dạ hiểu. Ông ấy vừa lái vừa ngủ, cho nên hành khách la ó trước khi chết. Ông ngủ. Trời ơi. Oh my God. Có lần một sư huynh của quý vị chở tôi ở bên Mỹ. Anh chàng gạt gà gạt gù, tôi hỏi anh ngủ đó hả? Anh ta nói dạ chút xíu à sư phụ. Trời ơi, chút xíu à. Còn muốn ngủ bao nhiêu nữa? Bố tôi thường nói, luôn luôn dùng lửa trị lửa. Có lẽ vì vậy mà ông bị đuổi ra khỏi đội cứu hỏa. Ông này làm lính cứu hỏa, mà lại nói là dùng lửa trị lửa. Không, cái này là chuyện cười, quý vị không hiểu thôi, không sao, chuyện hay. Bác sĩ bảo rằng, tôi có hai nhân cách kép. Rồi ông đưa cho tôi hóa đơn 80 đô. Tôi trả ông 40 đô và nói, đòi 40 đô kia từ anh chàng kia. Hay, được lắm, chuyện này hay. Sau nhiều năm nghiên cứu, khoa học gia khám phá, điều gì làm phụ nữ hạnh phúc? Không có gì hết.
Có thể họ không khám phá ra gì hết. Maybe they discover nothing. Có thể họ khám phá ra là không có gì làm cho phụ nữ hạnh phúc, đúng không? Không, tôi làm cho phụ nữ hạnh phúc nè. Dạ đúng. Dòm coi biết bao nhiêu phụ nữ tới gặp tôi. Dạ đúng. Có một chuyện cười khác về vợ và các thứ. Bà kia, bà vợ kia bị mất tích. Ông chồng tới đồn cảnh sát, báo cảnh sát. Cảnh sát, ok, chúng tôi sẽ kiếm vợ anh, chúng tôi sẽ cố gắng. Mấy ngày sau, cảnh sát nói, chúng tôi đã tìm thấy vợ anh, nhưng anh phải xuống đây. Bây giờ bà ấy đang ở chỗ chúng tôi sẽ để bà ấy được an toàn. Anh phải tới đây trả $500 lệ phí. Ông kia hỏi, nếu muốn để vợ tôi ở đó lâu, thì tôi phải trả thêm bao nhiêu? Bà vợ hỏi ông chồng, này, anh đang kiếm gì vậy? Ông chồng đáp, ồ, không có gì. Bà vợ nói, không có gì. Mà nãy giờ anh đọc với ông thú của mình cả tiếng đồng hồ. Ông chồng đáp, anh đang tìm ngày mãn hạn. Oh, I was looking for the expiry date. Ông này nên biết rằng giấy hôn thú không có kỳ hạn. Marriage certificate don't run out. Không bao giờ hết hạn, trừ khi quý vị muốn, dĩ nhiên rồi. Ông kia vào một tiệm bán thú cưng để mua một con chim két. Ông thấy một con chim két, chân trái buộc sợi dây màu đỏ. Và chân phải buộc sợi dây màu xanh lá. Ông bèn hỏi chủ tiệm, sợi dây màu khác nhau đó có nghĩa là gì? Chủ tiệm đáp, con két này được huấn luyện rất là cao cường. Anh kéo sợi dây màu đỏ, nó sẽ nói tiếng Pháp. Tôi nói tiếng Pháp. Nếu anh kéo sợi dây màu xanh, nó sẽ nói tiếng Đức. Nghe vậy, người khách hỏi, nếu tôi kéo cả hai sợi thì sao? Ông khách hỏi vậy. The shopper tôi sẽ rớt khỏi xào, đồ ngu. I will fall off my perch, you idiot. Chim két là lên, tôi sẽ rớt khỏi xào. I will fall off my perch, the parrot said. The kéo cả hai sợi, tôi sẽ rớt khỏi xào, đồ ngu. I will fall off my perch, you idiot. The parrot dễ said. Dễ thương, cái này hay. Oh, so that's a good one. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu ạ. Giỏi lắm. You understand? Cần giải thích không? Okay, dạ không. Do I need to translate? Con két phải trả lời. Ngu quá. Hai ông kia đang bàn bạc về tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Nói một cách cụ thể thì chính phủ đang báo động rằng những ai du hành trong thời tiết băng giá thì nên mang theo cái xẻng, cái chăn, túi ngủ, thêm quần áo, gồm có khăn quàng cổ, mũ len, găng tay, kể cả đồ ăn đồ uống. Cho 24 tiếng đồng hồ, chắc làm tan băng, muối hộ, đèn pin và pin dự phòng. Thêm vào đó cũng nên mang theo tam giác an toàn, dây thần để kéo, bộ sơ cứu và bình xăng. Xăng biết không? Thêm xăng. Anh này nói với anh kia, tôi cảm thấy mình là thằng ngốc thứ thiệt trên xe buýt sáng nay. Nghĩa là sao? Anh ta mang hết những cái đó lên xe buýt. À, hiểu rồi. Tại họ không nói xe hơi mà nói ngày nào du hành trong tiết trời băng giá. Hai anh ngố. It's too idiot. À, tôi nghĩ vậy, nhưng tại sao lại mang hết lên xe buýt? Tại sao? Anh ta không thông minh lắm à? Không thông minh. Anh ta nói thấy mình giống như anh ngố thứ thiệt trên xe buýt. Vậy là anh chàng đó ngố thật. Một hôm, hai củ cà rốt là hai đứa bạn thân cà rốt đang đi cùng với nhau xuống phố. Vừa bước ra khỏi lề đường, một chiếc xe phóng nhanh qua góc đường, cán lên một đứa. Cà rốt không bị thương. Gọi xe cấp cứu tới giúp cà rốt đang bị thương bằng hết khả năng của mình. Cà rốt bị thương được chở tới bệnh viện cấp cứu và mau chóng đưa đi giải phẫu. Củ cà rốt sau một hồi lâu nóng lòng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ bước ra nói với củ cà rốt không bị thương kia là
Tôi có tình vui lẫn tình buồn. Tình vui là bạn của anh sẽ qua khỏi, nghĩa là sẽ sống. Tình buồn là bạn anh sẽ sống đời thật vật suốt quãng đời còn lại. Chuyện cười hay. Hay, chuyện cười hay. Làm tôi nhớ tới chuyện cười kia. Chắc quý vị nghe trên truyền hình về tình xuyên. Rồi. Tiếng Đức nó là như vậy. Một ông kia cưới bà nọ. Sau khi nói xong mấy cái hứa hẹn yêu thương này kia, ông mục sư mới nói: bây giờ tôi tuyên bố hai người chính thức là ông và bà. Ý nói đàn ông và đàn bà, nghĩa là ông và bà. Họ hỏi: ủa, thế trước đó chúng tôi là gì? Tại vì tiếng Đức á, ông và bà cũng có nghĩa là chồng và vợ. Họ cũng nói đây là Frau tôi, đây là bà nhà tôi, đây là vợ tôi. Họ nói mein Frau tức là vợ tôi. Ông mục sư mới nói bây giờ hai người là ông và bà. Bởi vậy họ mới hỏi thế trước đó chúng tôi là gì? Có nhớ chuyện con cái không? You remember the story mà hồi lâu rồi ta kể đó. Long time ago, I told you. Con két tên là Moses, dạ nhớ. The parrot name Moses. Biết hả? Dạ. Bao nhiêu người biết? How many know? Chỉ có vài củ khoai. Only potato numbers. Nghĩa là số ít. Ok. Tên trộm kia. Ok. A thief lẻn vào nhà nọ ăn cắp đồ đạc. Hắn nghe thấy tiếng ai đó nói trong bóng tối. Giê-xu đang nhìn mấy đó. Jesus is watching you. Nhưng hắn dòm chung quanh chẳng thấy ai hết, lại tiếp tục lục đồ đạc trong nhà. Rồi hắn lại nghe thấy tiếng nữa. Giê-xu đang nhìn mấy đó. Jesus is watching. Hắn dòm qua dòm lại thấy con két. Hắn hỏi con két, có phải người nói đó không? Người là ai? Là ai mà dám bảo Giê-xu đang nhận? Con két đáp, ta là Moses. Bên trộm nói thì ra là nhà ngươi. Thằng chủ ngu ngốc nào mà đặt tên cho ngươi là Moses vậy? Con két nói, cùng một thằng chủ ngu ngốc đó đã đặt tên cho con chó dữ đó Rottweiler giờ là Giê-xu. Hiểu không? Người đàn ông ở trong tôi cứ nhớ tới chuyện cười. Nếu anh đó kéo cả hai sợi dây thì sao? Và con két la lên, tôi sẽ rớt khỏi xạo, đồ ngu. Rồi, xong. Cảm ơn quý vị. Thôi, sư phụ đi nha. Dạ. Going, okay, guys. Quý vị làm việc của quý vị ở đây, tôi đi làm việc của tôi ở đằng kia. Thương quý vị. Love you. Thương mãi mãi. Thương sư phụ, quý vị có thể đi ra. You can, giãn chân, giãn tay một chút rồi kiếm chỗ nào đó ưa thích. Mà ngồi thiền nha. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn tiếng Pháp. Cảm ơn tiếng Đại Hàn. Cảm ơn nhiều lắm. Thank you very much. Cảm ơn, cảm ơn. Mọi việc ổn cả hả? Dạ, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thương sư phụ thương quý vị. Nếu về thì chúc quý vị về mạnh giỏi, thượng lộ bình an. Mai mốt gặp lại nha. Dạ. Quý vị không cần tới đây, tại vì thời nay mình có Internet. Quý vị có thể ngồi ở nhà và tiết kiệm tiền. Coi má ở nhà cũng được. Cho nên không thể nói rằng sư phụ không có hóa thân trong nhà quý vị. Bây giờ có chứng minh đàng hoàng. Thấy không? Nhà nào cũng có rất nhiều hóa thân. Thấy chưa? Dạ. Dạ, dạ. Chào, chào tiếng Ý. Cảm ơn quý vị nha, đi về mạnh giỏi nha. Cảm ơn quý vị nha, đi về mạnh giỏi nha. Cảm ơn bác.
thương quý vị, sư phụ ở ngoài cũng được, chúng con thưa sư phụ mãi mãi. Không ở ngoài được, tuy rằng tôi rất muốn, nhưng quý vị không ở được, chúng con ở lại ngoài cũng được. Ai cũng già hết rồi. Hẹn gặp lại nha. Dạ. Nếu quý vị còn ở đây thì mai gặp nha. Dạ. Kính chào sư phụ. Cái ghế này dễ chịu quá ha. Cái này tốt hơn. Tôi cũng có cái giống vậy. Quý vị ổn không? Dạ ổn. Mãn nguyện chưa? Dạ rồi. Có than phiền gì không? Chưa không. Hôm nay quý vị được ngồi đây, ta thấy dễ chịu hơn rồi. Nhiều khi ngồi trời bị mũi hay là bị nắng. Không có mũi ạ. Cô không nhìn thấy sư phụ. Cảm ơn sư phụ, con thương sư phụ. Cảm ơn sư phụ, con thương sư phụ. Nếu quý vị còn ở đây thì mai gặp nha. Nếu không thì quý vị đi về mạnh giỏi. Mấy anh con trai, mấy người đàn ông con trai làm cái gì? Mà toàn là nữ tới, cộng tu không hả? Nam ít hơn. Thầy thương quý vị, con thương sư phụ. Thật đó. Cảm kích tiếng Hoa nói gì sao? Biết ơn. Cảm kích. Tôi cảm kích quý vị lặn lội đường xá xa xôi tới gặp tôi. Chúc quý vị bạn sự tốt lành. Cảm ơn sư phụ. Gặp quý vị kỳ sau nha. Dạ. Còn ở đây hôm nay về rồi. Dạ còn ở đây. Tất cả quý vị hả? Dạ. Ngày mai không ai về. Dạ phải. Vậy mà còn ở đây. Đi về mạnh giỏi nha. Cảm ơn sư phụ. Ở bao lâu cuối cùng rồi cũng phải về. Rất tiếc. Dạ, không có gì ạ. Nhưng quý vị người Formosa được gặp tôi lâu nhất rồi. Hồi trước tuần nào cũng gặp. Chán gặp rồi sư phụ mới đi đó chứ. Cảm ơn quý vị tới nha. Cảm ơn sư phụ. Con thương sư phụ. Mai gặp nha. Dạ, mai gặp. Thương quý vị, con cũng thương sư phụ. Mấy cái này mới hả? Dạ. Không sao, tôi sẽ lại đó. Ok, cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Quý vị thiền nha. Dạ. Về nhà tiếp tục thiền nhiều hơn nha. Dạ. Thiền rất là hữu ích. Dạ, sư phụ yên tâm. Cảm ơn sư phụ.